Theo các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản, hiện nay các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản đang hồi phục kinh tế rất nhanh sau khi khống chế được dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, nhu cầu nhập khẩu thủy sản, nhất là mặt hàng tôm cũng tăng cao. Ngành thủy sản vẫn đang có nhiều cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu trong các tháng cuối năm 2021. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 trong nước lại đang khiến chuỗi cung ứng vật tư đầu vào, cũng như các hoạt động nuôi trồng, thu mua, chế biến của nông dân và các doanh nghiệp bị đình đốn, đứt gãy. Nếu không có giải pháp khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn hiện nay, ngành thủy sản sẽ rất khó trong việc đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 8,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, mà còn có nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nguyên liệu vào các tháng cuối năm 2021, làm gãy đổ hoạt động chế biến xuất khẩu khi các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường sau dịch COVID-19. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là để nắm rõ hơn về những khó khăn, về những vướng mắc mà nông dân cũng như là các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu hiện nay đang gặp phải, cũng như là để đưa ra những giải pháp nhằm khẩn trương tháo gỡ và đẩy mạnh khôi phục sản xuất cho ngành thủy sản sau đại bệnh dịch COVID-19, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay để cùng trò chuyện trực tuyến. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. Xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, điểm chế biến và xuất khẩu thủy sản tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi ạ. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi ông Lực ạ. Thưa ông, là Tổng cục Thủy sản cho biết là trong thời gian vừa qua thì đã có 120 trong tổng số là 449 nhà máy chế biến thủy sản đã phải dừng hoạt động. Và những nhà máy còn lại thì đang hoạt động trên cơ chế là 3 tại chỗ, và công suất thì cũng mới chỉ đạt được từ 30% cho tới 40%, và ông có thể chia sẻ cho chúng tôi về thực trạng này cũng như là những con số này được không ạ? Hiện nay chúng ta đã biết là các cường quốc tôm ở trên thế giới như là Ấn Độ, như là Indonesia cũng bị là COVID-19 hoành hành rất đáng kể. Chuỗi cung ứng tôm của các nước này đó ít nhiều bị gãy đổ, khiến cho cái sức cung tôm trên thị trường thế giới nó sụt giảm. Trong giai đoạn này tôm rất là dễ tiêu thụ. Tuy nhiên, để tranh thủ được cơ hội này không phải là dễ đối với ngành tôm của chúng ta hiện nay. Thì như là MC vừa nói đó, ngoài là một số doanh nghiệp tôm và cá đó đã phải đóng cửa vì lý do khách quan hay là chủ quan nào đó, số còn lại đó thì cái quy mô hoạt động đó cũng bị thu hẹp. Bởi vì là khi các nhà máy còn lại này đó hoạt động ở phương thức 3 tại chỗ hay là 2 cung đường một điểm đến, hai điểm đến một cung đường. Vâng. Thì cũng đủ cái sức chứa cho khoảng tối đa khoảng 40% lao động so với bình thường. Thì chúng ta biết rằng đó 40% lao động này á, nó từ nhiều cái dây chuyền sản xuất ở những cái sản phẩm khác nhau, nay phải gom về ít dây chuyền hơn để bảo đảm đủ người trên một dây chuyền. Thì như vậy đó, những cái dây chuyền mới này đó là nó có cái tay nghề không đồng đều, nó khiến cho cái năng suất lao động nó không có cao. Cộng với đó là những người lao động mà tham gia cái chương trình sản xuất ba tại chỗ này đó, họ luôn mang tâm trạng lúc nào cũng ở trạng thái lo âu, đó là cái chuyện tự nhiên. Họ phải lo về cái bệnh dịch, về sức khỏe, lo về cái hoàn cảnh gia đình của họ mà họ không còn có dịp để tiếp xúc trong khoảng thời gian mà chưa biết đến bao giờ. Thì tất cả điều này nó gây đến tình trạng là hoạt động trong giai đoạn này của các doanh nghiệp chế biến nó thực sự là không có hiệu quả. Chưa nói đến cái chuyện là do cái bối cảnh này nó khiến cho lỗi kỹ thuật trên cái sản phẩm nó tăng lên. Thì tất cả cái này đó là chỉ là mới có một lề bề nổi thôi. Chiều sâu đó là các doanh nghiệp này còn gặp nhiều khó khăn khác. Thí dụ như tất cả chi phí đều tăng lên. Nó chi phí, thí dụ như là chi phí phải chăm lo sức khỏe cho người lao động. Chi phí đó là y tế để kiểm tra sức khỏe định kỳ những người lao động tham gia ba tại chỗ. Đây là chi phí không nhỏ. Thì tất cả những cái vấn đề này đó nó đưa đến tình trạng đó là sản lượng tôm hiện nay đó là nó sụt giảm đáng kể. Nó dẫn đến là cái hệ lụy đó là cái kim ngạch xuất khẩu ở 8 tháng đầu năm đó thì nó bị sụt giảm. Ở tháng 8 sụt giảm. Nhưng mà theo cái số thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam á, chúng ta cũng còn cái điểm hay, cái điểm sáng của ngành tôm, đó là qua 8 tháng thì là lượng kim ngạch xuất khẩu
tôm của Việt Nam đó, là so với cùng kỳ năm trước đó, nó vẫn còn mức tăng trưởng trên 6%. Và một điều đó là chúng ta cũng không ngại rằng đó, trong cái bối cảnh này đó, dù rằng đó là cái lượng cung tôm của chúng ta ra thị trường thế giới nó có giảm sụt, nhưng mà chúng ta cũng không ngại mất khách hàng, không ngại mất thị trường, bởi vì những cái đối thủ thực sự chúng ta đó họ cũng đang gặp khó, mà thậm chí họ còn khó hơn chúng ta nữa. Bây giờ thì tôi xin được hỏi ông Luân một chút. Trong thời gian vừa qua thì nhiều tỉnh thành phía Nam đang phải giãn cách xã hội, và trong đó thì có khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long. Và điều này thì đã khiến cho giá các sản phẩm thủy sản nuôi xuất khẩu như là tôm hay là cá tra đã giảm mạnh. Bên cạnh đó thì việc vận chuyển vật tư con giống để thả nuôi vụ mới cũng gặp rất là nhiều khó khăn và thậm chí là cũng đã bị đình trệ. Điều này thì có thể khiến cho nguồn nguyên liệu thủy sản để phục vụ chế biến xuất khẩu và dịp cuối năm 2021 cũng như là đầu năm 2022 có nguy cơ bị khan hiếm. Và ông có thể chia sẻ kỹ hơn cho chúng tôi về vấn đề này được không? Và như chúng ta cũng đã biết ạ, trong cái khoảng thời gian tới chính là cái thời gian Tết Nguyên đán, và đây là cái giai đoạn mà chúng ta tiêu thụ thực phẩm được coi là tốt nhất trong năm. Tuy nhiên chúng ta đã gặp rất là nhiều khó khăn, và ông xin ông được chia sẻ vấn đề này ạ. Tôi xuất phát từ các cái nhà máy phải thực hiện giãn cách hoặc các nhà máy phải dừng sản xuất. Cái thứ hai là cái khó khăn trong cái lưu thông, mà những người mà có thể là di chuyển để thu mua các cái nguyên liệu để chuyển về nhà máy cũng gặp khó khăn. Thứ ba nữa là ở tại các cái vùng nuôi và thực hiện các cái giãn cách, mà đặc biệt là cái tuần đầu tiên thì đã xảy ra cái tình trạng là người dân không thể di chuyển được, có thể là ngay người dân là cũng không thể đi ra để trông cái ao hoặc là cái đầm tôm cá của mình. Thì đấy là những cái mà ngay khi thực hiện cái giãn cách theo chỉ thị 16 ở các tỉnh của sông Cửu Long đã gây ra một cái tình trạng, đó là các cái sản phẩm không được thu hoạch, không được vận chuyển đến nhà máy, và đến nhà máy thì cũng không được chế biến, đã làm cho cái giá nó sụt giảm rất là lớn. Tôi thấy là đặc biệt là đối với lại cái tôm cũng giảm đến 20-30%. Các cái sản phẩm khác ví dụ như là khai thác hải sản, khi bà con về khai thác cũng có tình trạng là cảng cũng bị giãn cách, cảng có KF0, rồi là cái tình hình mà lên cá, lên hàng và vận chuyển từ cảng về các nhà máy chế biến cũng gặp khó khăn. Và không chỉ có tôm, cá tra mà ngay cả đối với sản phẩm khai thác là đều có cái tình trạng là bị giảm giá. Và cái giảm giá sâu như thế thì trước cái bối cảnh là rất nhiều bà con là hoang mang, không biết là con nên tiếp tục thả giống hay là không. Thế thì vừa qua thì bộ cũng đã cùng với lại các cái đơn vị là tổ chức một cái diễn đàn, đặc biệt là dành riêng cho tôm, để thấy rằng là bà con thấy rằng là như anh Lực nói là cái nhu cầu về cái thị trường rất là lớn. Thế thì bây giờ làm sao để chúng ta ổn định và duy trì sản xuất cho các cái tháng tiếp theo? Thì cái việc mà chúng tôi khuyến cáo đó là bên cạnh cái giải quyết vấn đề là phòng chống dịch bệnh là quan trọng, thì cũng phải có những cái tháo gỡ để làm sao đó để cho bà con tiếp tục thả lại giống. Và đối với lại cái lĩnh vực thủy sản thì cái nguy cơ mà được cảnh báo là các tháng cuối năm và đặc biệt là các cái dịp Tết, những cái đơn hàng nó nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải có thời gian để nuôi từ lúc con giống đến lúc thu hoạch. Chính vì thế nếu mà không duy trì thì cái khả năng mà đứt gãy cái nguồn cung ở các cái tháng cuối năm. Và một mặt là chúng ta đã mất cái nguồn cung, một mặt nữa chúng ta cũng là cái thị trường mà đang có cái cơ hội tốt chúng ta cũng không tranh thủ được, thì chúng ta đã cũng trở thành là cái thiệt hại kép đối với lĩnh vực thủy sản. Và đây là một vấn đề mà về phía Bộ Nông nghiệp liên tục phải đặt ra, liên tục phải kiểm soát đối với lại các cái tình hình sản xuất, và đặc biệt là đối với sản xuất thủy sản, để làm sao đó chúng ta có một cái kế hoạch sản xuất tốt nhất cho các cái tháng cuối năm. Vâng, còn về phía doanh nghiệp thì sao ạ? Thưa ông Lực, ông có thể đánh giá cũng như là chia sẻ về những cái khó khăn thách thức, nhất là về nguồn cung nguyên liệu cho chế biến trong những tháng tới đây, và đặc biệt là cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới không ạ? Thưa ông. Theo tôi thấy đó, theo như là anh Lưng đó, ảnh đã cho chúng ta thấy một hình ảnh hết sức là cụ thể, hết sức là linh động. Hình ảnh là ở lĩnh vực nuôi tôm hiện nay, tức là hiện nay đó là do nhiều nguyên nhân, giá tôm thương tình trạng đó là giãn cách đó, người nuôi đó rất là khó tiếp cận tới những cái nguồn lực để có thể là tiếp tục là thả nuôi. Thì hai cái yếu tố khó khăn đi lại cộng với giá cả bấp bênh để khiến người nuôi người ta trùng lòng, người ta trùng tay, người ta không có, theo tôi nghĩ người ta sẽ suy nghĩ là tiêu cực trong việc mà thả nuôi ở cái vụ tiếp theo. Thì theo khảo sát hiện nay đó, thì tôi biết đó, là cái mức tiêu thụ là con tôm giống, thức ăn tôm nó đã giảm rất là mạnh.
Bây giờ đó là các cơ sở cung ứng giống đó, là đưa ra cái khuyến mãi rất là cao, 50%, chứng tỏ là sức cầu con tôm giống nó xuống rất là thấp như Linh phân tích. Nhưng mà tôi cũng có một cái suy nghĩ như này, bên lề thôi, cái người dân ta mình đó, càng ngày càng linh động, linh hoạt. Cái người nuôi tôm đó, họ cũng phải biết làm gì để bảo đảm đó, cuộc sống của họ là không thể bị rơi vào một cái bế tắc quá lớn. Nếu mà sắp tới đây, trong thời gian ngắn tới là dịch bệnh đó, là được đó, là ngăn chặn tốt đó, thì có thể là người ta sẽ có một cái vụ nuôi. Vụ nuôi này có thể là gọi là mùa nghịch, nó sẽ là có những cái rủi ro đối với cái ao nuôi. Nhưng mà hiện nay đó là kỹ thuật nuôi đó, hiện nay là phát triển rất là tốt. Cái người nuôi đó, sẽ biết làm gì để vượt qua các rủi ro, để chờ đó cái đợt đó là tôm sẽ lên giá mạnh ở những tháng sắp tới. Thì từ cái chuyện mà nó hụt hẫng ở cái mảng nuôi đó, thì nó dẫn tới đó, thì đánh giá đó là nó sẽ xíu cái nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến, nhất là ở quý 4 này. Nhưng mà ở đây á, là chúng ta có một cái chuyện cũng bên lề, tôi cũng nói ra về thật sự á, là các doanh nghiệp tôm của chúng ta, nhất là các doanh nghiệp lớn, đều á, là ở trên thương trường á, là rất là nhiều năm, 20-30 năm. Họ đã có đủ kinh nghiệm, họ có bản lĩnh để có thể vượt qua các khó khăn đã qua và các khó khăn hiện nay. Thì trong cái hoàn cảnh này như thế nào, để tôi nói cụ thể hơn. Một mặt thì chúng ta đánh giá đó, cái nguồn cung không phải nó đứt hoàn toàn, nó sẽ bị giảm sụt, và khả năng hy vọng rằng đó, ở cuối năm nó có một cái đợt là tăng trưởng do cái dùng dịch. Nhưng tôi cũng biết đó, hiện nay đó, là các doanh nghiệp lớn người ta đều có dự trữ cái tôm bán thành phẩm để làm nguyên liệu chế biến cho ở quý 4. Thì cái nguồn này đâu ra? Cái nguồn này nó tích lũy từ những tháng cao điểm, tháng 5 tới tháng 7. Và trong một tháng rưỡi qua, giai đoạn sản xuất ba tại chỗ lúc khó khăn, như từ nãy tôi đã nói rồi đó, tổ chức sản xuất mà với một cái dây chuyền mà nó mang tính chấp giá đó, năng suất không tăng mà lỗi trên sản phẩm nó lại tăng, thì bây giờ là những cái nhà doanh nghiệp chế biến đó, thì họ sẽ tìm ra một phương án tốt hơn, đó họ chuyển sang chế biến bán thành phẩm. Và tôi nghĩ rằng đó là các doanh nghiệp lớn là hiện nay không có ông nào mà dưới 1.000 tấn đâu. Cho nên đó cũng là ngoài cái chuyện là chúng ta lo cho cái sắp tới, lo để kịp thời xử lý những cái khó khăn, nhưng mà tôi cũng nêu lên những cái điểm sáng để chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cao lo nào nó cũng là bớt căng thẳng đi. Vâng, nhưng rõ ràng chúng ta cũng cần phải nhìn vào thực tế ạ. Trong thời gian vừa qua và trong thời gian tới thì tình hình dịch bệnh diễn biến vẫn rất phức tạp và chúng ta cũng chưa biết là bao giờ có thể kiểm soát được. Bên cạnh việc mà chúng ta phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh thì chúng ta cũng phải song song phát triển kinh tế và làm sao để chúng ta có thể đảm bảo được cái việc mà duy trì hoạt động sản xuất, đặc biệt là hoạt động sản xuất thủy sản nhằm đáp ứng cho nhu cầu chế biến cũng như là xuất khẩu vào dịp cuối năm. Và ông Lân, ông có thể chia sẻ cho chúng tôi là Tổng cục Thủy sản đã có những cái chiến lược như thế nào, đã có những giải pháp như thế nào để đảm bảo được duy trì hoạt động nuôi trồng thủy sản trong các tháng tới, và thực tế là trong những tháng vừa qua thì có cái tình trạng là đứt gãy nguồn cung hay không, và chúng ta đã khơi thông như thế nào ạ? Vâng, thì cũng như anh Lực chia sẻ, vấn đề ở đây là có thể là các nhà máy chế biến thì có những phương án, nhưng quan trọng nhất là chúng ta quay lại là cái người nông dân là cái người mà phải có được cái thu nhập và người ta phải duy trì cái sản xuất thì cái sản xuất nó mới được kéo dài và nó bền vững. Thế thì ngay vừa qua chúng ta đã thấy rằng là ngay từ tháng 7, tháng 8 thì chúng tôi theo dõi là cái hệ thống sản xuất giống người ta đã cũng đã giảm công suất đến 30-40% rồi. Ở một số địa phương phải nói trong tháng 8 vừa qua là cái lượng xuống giống là cũng phải giảm đến 30-40%. Chính vì thế nó mới có cái chuyện là một mặt đấy là chúng tôi khuyến cáo rằng các cái doanh nghiệp giống thì cũng nên hỗ trợ cho bà con để bà con phục hồi sản xuất. Nhưng nó cũng có cái tình trạng là do mình giảm cái thả xuống cho nên là cái lượng giống hiện nay nó đang dư thừa. Thế để chuẩn bị cho nó thì ngay về phía của ngành nông nghiệp cũng đã phải có những cái thống kê đánh giá xem là từ cái lượng tôm bố mẹ của chúng ta hiện nay là còn bao nhiêu, có đảm bảo đủ sản xuất không. Thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta hiện nay ở các trại giống còn đang duy trì đến trên 55.000 con tôm bố mẹ, thì có thể nó đủ có khả năng mà chúng ta cung cấp giống cho các cái tháng nuôi tiếp theo. Thứ hai nữa là về sản xuất thức ăn thì cơ bản là hiện nay chúng ta cũng có 15 cái nhà máy sản xuất thức ăn là đang tạm dừng vì do có F0.
Tuy nhiên thì với cái công suất hiện tại thì các tháng cuối năm có thể là sản xuất là trên 2 triệu tấn thức ăn để phục vụ cho nuôi, cho nên là cái thức ăn chúng ta cũng không đáng ngại. Vấn đề ở đây là gì? Là như phóng viên vừa nói, đó là cái lưu thông. Hiện nay ấy, thì chúng ta thấy rằng là ở đâu đó mà lưu thông giữa các thôn xóm và các xã, hoặc là liên huyện hoặc là liên tỉnh, nó vẫn có những cái khó khăn nhất định. Vừa qua chúng ta thấy ví dụ như là doanh nghiệp thì ở Đồng Tháp nhưng mà ao nuôi thì lại ở An Giang, nhưng mà không thể sang để thu hoạch, để mang cá về coi như là nhà máy để chế biến được, đúng không? Rồi bây giờ là chúng ta là ở các cái vùng sâu vùng xa là bà con nuôi tôm ở các cái ấp ở xa, thế thì bây giờ là tổ chức thu mua mà vận chuyển về đến nhà máy cũng không đơn giản. Thì cái đấy là khó khăn nhất hiện nay, là làm sao tổ chức mà thu hoạch vận chuyển về đến nhà máy thì nó mới đỡ được. Ngoài ra thì trong cái giai đoạn vừa qua tôi thấy là chúng ta cũng đã có rất nhiều khuyến cáo về phía nhà máy, thì như anh Lực đã nói, như về phía người nuôi thì trong tháng 8 tôi đã đề nghị là bà con là xuống giống, nhưng mà xuống với một độ thương, chúng ta kéo dài cái thời gian nuôi để về cái size lớn. Mà vừa qua thì đúng là cái size lớn hiện nay thì cái giá nó giảm rất là thấp, thì những cái giải pháp kỹ thuật đấy để làm sao bà con vẫn phải duy trì, vẫn phải thả, thì một mặt là chúng ta không phải là đứt gãy hoàn toàn, nhưng mà có thể là đến một cái thời điểm nào đó cái nguồn cung nó có thể nó giảm, nhưng mà chúng ta vẫn phải duy trì để có cái nguồn nguyên liệu cho nhà máy liên tục. Thì ở đây thì bên cạnh những cái chúng ta thấy rằng là đối với ngành tôm của chúng ta, thì bên cạnh là những cái sản phẩm mà như anh Lực nói là chúng ta sơ chế, nhưng mà có nhiều cái sản phẩm giá trị gia tăng mà chúng ta đang có vị thế ở trên thị trường, thì cái nguồn tôm nguyên liệu tươi mới để làm những cái sản phẩm giá trị gia tăng thì tôi nghĩ nó vẫn cần phải được duy trì và phục hồi. Tất nhiên thì trong cái bối cảnh dịch bệnh ở đây, chúng ta liên tục phải có những cái rà soát, phải có những kế hoạch và phải có những cái giải pháp ứng phó một cách kịp thời. Ngay hiện nay đây thì chúng ta cũng đang chuẩn bị để đến thứ hai là Phó Thủ tướng sẽ chủ trì một cái hội nghị trên toàn quốc để giúp cho sản xuất lưu thông và phục hồi cái sản xuất của cái ngành nông nghiệp, để tránh cái đứt gãy, để chúng ta chủ động trong sản xuất đủ các cái nguồn nguyên liệu để phục vụ cho tiêu dùng trong nước và cái xuất khẩu, khi mà chúng ta đang có những cái lợi thế rất là lớn về xuất khẩu. Trong cái hội nghị này thì có rất nhiều những cái giải pháp mà còn vướng mắc thì cũng sẽ được tập hợp để đề xuất các cái ngành, các bộ ngành và các cái đơn vị, và đặc biệt là giữa các địa phương và các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long là có những cái thống nhất để giúp cho cái việc mà thu hoạch, lưu thông và sản xuất cái hàng hóa nó được thuận lợi nhất, để tránh tăng những cái chi phí không cần thiết đối với lại người dân và doanh nghiệp, là tăng cái lợi nhuận cho người dân và duy trì được cái chuỗi sản xuất trong cái thời gian tới. Vâng, như vậy là chúng ta cũng cần phải nhìn lại một chút. Theo như những cái gì mà ông Lực và ông Luân chia sẻ thì chúng ta biết rồi ạ, các doanh nghiệp mà chế biến và xuất khẩu thủy sản thì từ 30% đến 40% các doanh nghiệp thì đã phải sản xuất tại chỗ, tại ba tại chỗ, và với cái số tương đương còn lại 30 đến 40% doanh nghiệp cũng đã phải ngừng hoạt động. Bên cạnh đấy thì các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn, và một trong những khó khăn đó là do thiếu lao động do tình hình dịch bệnh COVID-19. Và thưa ông Lực, ông có thể chia sẻ cho chúng tôi là về phía doanh nghiệp đã có những tính toán như thế nào để nhằm huy động lực lượng lao động đảm bảo sản xuất chế biến trong thời gian tới, đặc biệt là chúng ta phải lên hai kịch bản ạ. Một kịch bản là khi mà dịch bệnh có thể khống chế được, và một kịch bản là khi mà dịch bệnh không thể khống chế được, thì chúng ta có phải lên những cái kịch bản cho từng trường hợp cụ thể hay không, và trong thời gian tới như thế nào ạ thưa ông? Hiện nay đó, chúng ta không thể là đứt hoàn toàn chuỗi cung ứng được. Tôm vẫn phải nuôi, chế biến vẫn phải hoạt động. Mà đồng cảm chuyện này thì chính đói tại cái doanh nghiệp chỗ tôi đang làm vừa thả xong 320 ao tôm, thả theo cái suy nghĩ của anh Lưng đó, thả thưa nuôi lớn. Trở lại với câu hỏi đó, là như thế nào đó là có thể bảo đảm được là hoạt động tốt hơn, nếu mà trong giai đoạn tới là tình hình đó là kiểm soát dịch nó được bây giờ ổn định. Thì qua các báo đài đó thì tôi thấy là cũng có nhiều phương án đưa ra. Do cái góc nhìn có ý kiến là có thể là cần tới 3 tháng, 6 tháng, có ý kiến có thể là cần cái thời gian có thể là nhanh hơn mới trở lại phục hồi như trước. Thì cái suy nghĩ tôi á, là cũng một góc độ nhìn. Thì tôi nghĩ rằng đó là tất cả những người lao động đã làm tại doanh nghiệp, thí dụ chỗ tôi, hiện nay họ không thể đi làm, bởi vì á, là cái hoàn cảnh của họ, là gia đình của họ đang sinh sống tại cái vùng đó mà không thể đi lại, thì họ phải ở nhà. Mặt khác
thì là cái chỗ ăn nghỉ ở trong doanh nghiệp nó cũng có hạn, nhưng mà tất cả mọi người dù đang đi làm hay là kẹt ở nhà đều rất cần công việc để có thu nhập, để bảo đảm cái cuộc sống cho cá nhân và gia đình. Song song đó tôi cũng có cái suy nghĩ này. Hiện nay đó có một lượng không nhỏ là những người lao động mà trước đây do cái điều kiện nào đó họ phải mưu sinh xa xứ, nay họ đã về địa phương. Nhưng mà trong cái bối cảnh dịch bệnh này có thể tác động tới cái suy nghĩ của họ. Họ có thể rằng là sắp tới nên tìm việc gần hơn cho nó an toàn hơn. Thì như vậy đó, với cái góc nhìn của tôi đó là các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long đó, không khó để có thể thu hút lại lao động, bảo đảm cho cái hoạt động của doanh nghiệp nó nhanh nhất trở lại cái bình thường, nhưng mà với điều kiện doanh nghiệp đó phải nằm ở cái địa bàn địa phương đó là khống chế tốt về dịch. Cái này tôi nói có khác nhưng mà ở đây là cái khó như thế nào. Nếu mà doanh nghiệp là thu hút được về nhiều lao động từ 40% lên 60% lên 80% lên 100% thì mình nghĩ rằng lý thuyết rất là tốt, nhưng mà trong thực tế nó sẽ nảy sinh một chuyện rất là khó, đó là vấn đề là kiểm soát y tế. Thì chúng ta biết rằng là cái chuyện này là nó vô cùng phức tạp, mà cái rủi ro đó là vô chừng, không có đoán được. Thì đó là về lý thuyết có thể là phục hồi nhanh, nhưng mà trong thực tế là để bảo đảm sự an toàn đó, thì cái sự phục hồi này đó, nó có thể phải kéo dài. Là chúng ta chỉ nhận vào một cái lượng lao động có hạn mà chúng ta có thể kiểm soát được, và qua một số ngày nào đó là chúng ta tiếp tục như vậy, đó là bài toán cuốn chiếu đó. Thì đó là đối với doanh nghiệp tôi đó là trong vòng đó, nửa tháng là chúng tôi sẽ trở lại bình thường, nếu tỉnh coi như thông báo rằng đó là cơ bản đã phòng chống được dịch. Thì nói về cái ứng xử để như thế nào đó là để là có lao động để bảo đảm đó là phục hồi hoạt động, đó chỉ là một cái kế hoạch là ở trong cái hoạt động của doanh nghiệp ở chúng tôi. Thì tại sao nói kế hoạch mà không kịch bản nữa? Bởi vì kịch bản tỉnh đưa ra rồi. Tỉnh Sóc Trăng là thông báo là từ ngày 15 đó là tỉnh cơ bản trở lại bình thường mới. Thì đối với chúng tôi đó là do vậy đó chúng tôi không phải là chuẩn bị một cái kế hoạch đâu. Ngoài cái kế hoạch về lao động thì phải song song cái đồng bộ. Chúng tôi bây giờ phải lo về cái nguyên liệu, lo về vật tư đầu vào, lo là tất cả những cái lo lắng, thậm chí lo lắng về cái có thể là diễn biến về cái chi phí là thuê tàu nha. Cái đó là có thể là gần, nhưng mà xa hơn chúng tôi còn phải đưa có những cái kế hoạch lo, đó là thay đổi cái hành vi, thói quen, suy nghĩ của người tiêu dùng chúng ta như thế nào để đáp ứng kịp thời. Và có thể là do cái suy nghĩ về cái ứng phó với dịch bệnh đó, sắp tới nó khác đi đó, thì cái khúc thị trường dịch vụ, tức là tại các là nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi dân dân đó, thì từng bước nó mở lại thì chúng tôi cũng phải có một kế hoạch về cái mảng thị trường. Thì đối với hoạt động của doanh nghiệp đó thì cái tính toán này đó trong lúc này đó không phải dừng lại ở chỗ lao động, mà nó rất là nhiều cái bước chuẩn bị để chúng ta thực sự hoạt động một cách mạnh mẽ. Và tôi nghĩ rằng nếu mà các doanh nghiệp chúng ta đều ở trên tâm thế có cái suy nghĩ đầy đủ như vậy đó, thì cái chuyện mà năm nay đó là chuyện mà hoàn thành là cái kế hoạch đó là có thể từ 3.8 đến 4 tỷ đô la, là tôi nghĩ là có thể là đạt được, chứ không phải là cái chuyện gì khó khăn quá. Như vậy là kế hoạch chúng ta đề ra có thể là trong tầm tay. Chúng tôi cũng xin được hỏi ông Lân một chút, đó là chúng ta biết là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng gây ra rất là nhiều khó khăn và cũng đã khiến cho công tác giám sát, dự báo môi trường nuôi cũng như là triển khai cái công tác là phòng chống dịch bệnh trên thủy sản, quản lý chất lượng thủy sản cũng gặp rất là nhiều trở ngại. Như vậy là chúng ta thấy là khó khăn đã chồng chất khó khăn đối với người nuôi, đối với các doanh nghiệp. Vậy thưa ông Lân, ông có thể cho biết là Tổng cục Thủy sản đã và đang có những cái giải pháp như thế nào để nhằm đảm bảo thông suốt cho công tác này và đã tạo điều kiện tốt nhất cho việc là khôi phục ngành thủy sản trong những tháng cuối năm? Vâng, thì về cái lĩnh vực mà chỉ đạo sản xuất thì đúng là năm nay nó cũng có cái khó là do không có đi lại được. Chính vì thế cho nên là chúng ta đã phải tăng cường các cái hoạt động mà chỉ đạo từ xa qua các cái họp trực tuyến
hướng dẫn trực tuyến để cho các cái địa phương có những cái nắm cái tinh thần chung để chúng ta triển khai được. Vừa qua chúng tôi đã hướng dẫn rất nhiều những cái việc mà trong quá trình mà chúng ta đang khó khăn thì có thể là chúng ta ngay từ cái lúc sản xuất rồi là lúc mà vận chuyển lưu thông, thì trong những cái trường hợp mà phải xử lý các cái tình huống giúp cho các cái doanh nghiệp để không bị đứt gãy thì chúng tôi cũng đều có những cái hướng dẫn rất là kịp thời để cho các doanh nghiệp tiếp tục coi như là duy trì cái sản xuất. Đối với các địa phương thì chúng tôi vẫn giữ được cái liên lạc để nắm tình hình thường xuyên và có những hướng dẫn kỹ thuật để cho các địa phương vẫn phải kết nối đến tận xã và đến tận người nuôi để duy trì cái sản xuất. Và đặc biệt nữa là cái tình hình và dự báo thời tiết, khuyến cáo về môi trường và các cái kỹ thuật để làm sao đó là giúp cho cái rủi ro trong quá trình sản xuất là ít nhất, cái chi phí nó tối ưu nhất, để trong cái bối cảnh là các cái khâu ở trong cái chuỗi ngành hàng đều phải mong muốn chia sẻ để giúp cho các bên đều có được cái lợi nhuận để duy trì cái sản xuất ổn định. Thì đối với lại từng những cái hoạt động thì cũng phải nói là thường xuyên hàng ngày chúng ta đều phải nắm bắt và đều có cái hướng dẫn chỉ đạo. Có thể là giữa các địa phương nó khác nhau thì chúng ta cũng lại có những cái tình huống khác nhau. Nên là chúng ta ở đây, chúng ta vẫn nhắc lại đây là trong cái bối cảnh dịch bệnh hiện nay thì cái việc mà chúng ta hàng ngày phải đưa ra những cái tình huống, cái hướng dẫn, cái xử lý cùng với các địa phương và doanh nghiệp một cách tốt nhất để chúng ta là đảm bảo cho cái sản xuất nó được thông suốt. Vâng, câu hỏi cuối cùng xin được dành cho ông Hồ Quốc Lực ạ. Trong suốt những tháng vừa qua, chúng ta biết rồi, các doanh nghiệp đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong sản xuất, trong việc xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp ở trong ngành nông nghiệp cho rằng là chúng ta cần phải có những cái chính sách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm khôi phục lại sản xuất và sớm hoạt động lại sau dịch bệnh đã quá là dài như thế này. Ví dụ như là những chính sách về khoanh nợ, giãn nợ, những chính sách về giảm lãi suất vốn vay. Và quan điểm của ông đại diện của doanh nghiệp như thế nào về những cái chính sách thật sự cần thiết của nhà nước để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thời gian tới ạ, thưa ông? Theo suy nghĩ của tôi, trước tiên là chính sách vaccine. Hiện nay đối với là cái góc độ nhìn của tôi đó, là an toàn mới sản xuất. Bây giờ có tiền có người nhưng mà không an toàn không được. Mà bây giờ đó là có tiền có người cũng không thể đi mua vaccine được. Cho nên căn bản hiện nay trước tiên đó là chính phủ phải có một cái tính toán như thế nào đó, có thể là có đủ vaccine sớm hơn, ít ra là người lao động mới được một mũi tiêm, như vậy nó giảm thiểu rủi ro. Còn về những cái chính sách mang tính chất là coi như là hỗ trợ, nâng đỡ để doanh nghiệp đó khó khăn đó, có thể là có một cái, thì tôi nghĩ như là thật ra đó thì không phải là mấy trăm doanh nghiệp chế biến này không đâu, mà chính phủ hiện nay phải lo hàng trăm ngàn doanh nghiệp. Cho nên cái suy nghĩ của tôi đó là chính phủ đã lo được cái gì đó thì đều là quý hết. Thì vừa qua đó thì cái ngành tôm cũng may mắn là có Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam rất là kịp thời, rất là tích cực để đại diện cho cái cộng đồng doanh nghiệp có cái kiến nghị như thế này, có cái kiến nghị về những vấn đề mà nhờ chính phủ hỗ trợ và đã có một cái kết quả ban đầu. Kết quả ban đầu đó là gì? Đó là điện đã được giảm giá 10% cho 3 tháng kể từ tháng 9. Cái thứ hai nữa, trong cái là nghị quyết 105 của chính phủ mới ban hành ngày 9 tháng 9 đó, thì tôi thấy rằng trong đó đó có, nó dùng cái từ gì đó không phải tích hợp, có nhiều cái nội dung mà tôi thấy rằng chính cái ngành nông nghiệp, cái ngành thủy sản, ngành nông nghiệp mình có đề xuất và đã được ghi nhận. Thì từ những cái nội dung đó tôi nghĩ rằng tôi cũng không cảm thấy rằng đó, như tôi nói rồi, chính phủ có nhiều con quá mà ai cũng khóc hết là ông sẽ cúi đầu, cho nên mình cảm thấy như vậy thì cũng tạm được. Và tôi cảm thấy rằng đó là tôi cảm thấy là rất là vui vẻ, rất là phấn khởi là đã được sau lưng mình bộ ngành và hiệp hội góp phần chăm lo đối với hoạt động doanh nghiệp, nó tạo thêm một cái nguồn động viên để chúng tôi có thể là nhanh chóng vượt qua cái khó khăn ngay bây giờ trong thời gian ngắn hơn. Xin cảm ơn ông. Và như vậy là chúng ta thấy là qua những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời thì
Chúng ta đã hiểu hơn rất nhiều về công việc khôi phục sản xuất và chế biến, đặc biệt là đối với ngành thủy sản. Và theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì mục tiêu sản lượng thủy sản cả năm 2021 của nước ta là 8,6 triệu tấn, nhưng mà đến nay thì mới đạt xấp xỉ là 5,7 triệu tấn, tức là chúng ta còn 2,9 triệu tấn cho 4 tháng cuối năm. Do đó thì việc đảm bảo làm sao mà duy trì hoạt động sản xuất có ý nghĩa vô cùng quan trọng và quyết định tới mục tiêu cũng như là về sản lượng của ngành thủy sản trong năm nay, và nhất là đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu về chế biến, về xuất khẩu, về việc là tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho những người lao động. Và đến đây thì chương trình tọa đàm trực tuyến khôi phục sản xuất chế biến ngành thủy sản xin được khép lại. Cảm ơn ông Trần Đình Luân và ông Hồ Quốc Lực đã tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chúng tôi.